Xin chào bạn. Trong khi đối thủ của Honda chính là uh, Yamaha đã cái phiên bản là uh, uh, Yamaha FreeGo có giá rất là hợp lý, 33 triệu là bản tiêu chuẩn và 39 triệu là bản uh, cao cấp. Và từ bạn 39 triệu là được trang bị ABS, khóa thông minh, một cái tính năng rất là thông minh và tiện ích, an toàn uh, cho người sử dụng. Tôi rất là mong chờ Honda hai 2020 sẽ ra một cái phiên bản và trang bị cái tính năng chống bó cứng phanh ABS này. Để sử dụng cho các bạn à, tốc độ cao mà đi nó rất là an toàn và hợp lý. Vâng thưa các bạn thì hiện tại Everest đang, đang có giá là bản tiêu chuẩn là 40.500, triệu 500, bản cao cấp là 415, bản đen mờ là 465 và bản sơn tử tính là 425, giá rất là cao so với lại à, giá đề xuất và so với lại đối thủ Yamaha Freego. Vâng à, à, nếu mà các bạn lần đầu tiên xem channel của tôi các bạn có thể ấn đăng ký theo dõi kênh à, các bạn nhớ ấn đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất những cái video hot nhất mà kênh vô xe của chúng tôi cập nhật đến quý vị các bạn xin cảm ơn xin chào các bạn trong khi đối thủ của Honda chính là Yamaha